Em xin chào các bác đam mê và yêu thích hoa lan. Trong video lần này em có một số phần lan chia sẻ cho các bác. Thì trong lần này em có 3 loại lan hài cơ: lan hài gấm, lan hài Helen và lan hài kim. Thì số điện thoại liên hệ để đặt hàng bên em là 0806 882 5909. Các bác có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, em cũng dùng Zalo nên số điện thoại này đấy ạ, để đặt hàng. Thì trong cái phần này thì video này thì em có chỉ có 3 4 5 hình hài gấm thôi, nhưng mà toàn hàng cụm rồi các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt cái hàng cụm này thì trồng nó cũng khá là đẹp này. Hình số 1 em để các bác là 90.000 nhá. Một cụm hài gấm thôi, riêng một cụm này. Đây. Hàng cụm rất là to, dưới thì rễ đầy đủ nhá. Đây này. Các bác chỉ việc đặt lên trên chậu thôi, xong rồi vùi vùi xung quanh thôi là rất là dễ sống này. Đến mùa hè là nó ra hoa thôi, rất là đẹp cái hàng cụm này. Giá thì rẻ thôi, 90.000. Hàng tuyển nó phải khác các bác ạ. Số 1, số 2. Số 2 cũng là 90.000 nhá. Cụm này thì dày hơn. Cụm này rất dày, dày hơn. Nặng hơn cái cụm số 1 một chút thôi. Cũng vẫn đồng giá 90.000. Tại vì cụm này nó bị rám một chút. Nhưng đây không phải là hỏng lá lỗi lá nhé, vì bên dưới lá vẫn còn tươi các bác ạ, lá vẫn tươi như này. Bên trên là do là cái rỉ sắt nó dính vào thôi. Các bác chăm tưới một thời gian thì nó sẽ đi cái này, cái màu này, để nó về lại đúng cái màu lá đốm đốm như này nhé. Đây này, cái này đã bay đi rồi này. Đây, ở đằng dưới nó vẫn là lá đốm như thế bình thường chứ không phải là khô đâu nhá. Đấy, chính vì cái có cái ít rỉ sắt này nên nó chỉ có giá là 90.000 thôi. Không thì cụm này cũng vĩ đại lắm các bác ạ. To này, rất to. Hình số 2 em để giá 90.000. Hình số 3 thì là một cụm, cụm này kích thước nhỏ hơn thì em để giá là 70.000 thôi. Nhỏ hơn nhưng là một cụm cũng khá là đẹp, cây khá đồng đều to. Đây, rễ đầy đủ nhé. Hình số 3 70.000. Hình số 4. Hình số 4 thì em để với các bác với giá phải chăng 50.000. Có một số cây lẻ dân lấy về mà hôm nay chúng toàn hàng cụm thôi. Đây có một cụm như này, nhỏ hơn hình số 3 một chút. Hình số 4 50.000. Hình số 5 thì là một số hình lẻ nha các bác nhá. Hình số 5 đây, có những cái cụm to như này, vài cây một này. Hình số 5 thì em để các bác với giá 50.000, tha hồ trồng, được lợi giống nhiều cây. Hình số 6 em chuyển sang đơn hài Helen nhé, cũng chỉ là 50.000 thôi. Các bác lưu ý là cái lan hài Helen này nó có kích thước rất là nhỏ, một trong những loài lan là nhỏ nhất Việt Nam đấy các bác ạ. Này các bác xem cây nhỏ nhưng mà hoa không hề bé nhé, hài Helen. Đâu có ảnh đây cho các bác xem cái lan, hoa lan hài Helen. Bác đợi em chút để em cho các bác xem cái mặt hoa của lan hài Helen. Bác nào mới chơi có thể biết được mặt hoa. Đây là hình số 6, em để giá có 50.000 thôi. Đây chính là mặt hoa của lan hài Helen này các bác này. Cây rất nhỏ nhưng hoa to nhá, màu vàng. Cây này hoàn toàn trong tự nhiên, em đi rừng em chụp được này. Bác nào hay xem video của em thì biết này, cái loại này rồi. Hài Helen. Số 6 50.000. Hình số 7 cũng như vậy thôi, 50.000. Nó có một số cụm nó to hơn một chút. Và những cây lẻ. Cây lẻ thì các bác lợi chậu thôi. Các bác chỉ trồng ít như này thôi. Về bác nào mới chơi thử nghiệm với hài Helen này thì nó cũng dễ sống như hài gấm thôi mà. Trong miền Nam thì có thể hoàn toàn thuần được nha các bác nhé. Hình số 7 50.000. Hình số 8 thì cũng được khá nhiều giống, cũng là 50.000 thôi. Hài Helen thì ra vào hoa vào mùa thu cơ. Hình số 8 là 50.000. Hình số 9 là em sang hình hài kim nhé các bác nhé. Xem có hình hoa hài kim không.
Hải kim của em thì toàn những cụm to thôi các bác ạ. Đây là mặt hoa hoài kim nhé, hoài kim vàng thôi chứ không phải kim xanh đâu. Và có một số cây thì có ngụ lụ hoa rồi các bác ạ, thì em cũng nhặt riêng ra cho các bác. Còn những cây nào nó chưa ra lụ thì các bác mua về là trồng sổ hoa những mầm nhỏ hơn. Đây như số 9 này này, hình số 9 này là có giá là 170.000 nha các bác nhé. Hải kim thì nó giá nó đắt mà các bác, mà cây nó to nên là không không thể bán với giá 50.000 được. Đấy các bác nào máu thích chơi thì mua cái loại này, cây rất to này. Phải đến 70 80 cm riêng cái giải lá này rất to, so với hải hay len thì đúng là muỗi. Hải kim khủng hơn nhiều. Cái này các bác trồng cho mình làm 3 chậu, có một chậu rất to ở đây, rễ đầy đủ nhá. Những cái thân lon này vẫn còn có thể ra hoa được nhé các bác nhé. Các bác trồng thì may mắn thì sẽ có hoa. Hình số 9 em để giá là 170.000. Hình số 10 thì là 220.000 các bác nhé. Hình số 10 là một cụm rất to và có những ngồng hoa vẫn còn tươi này. Các bác vận chuyển thoải mái mùa này, đi thì hoa cứ không ảnh hưởng gì đâu. Cây nó vẫn còn tươi này, vẫn còn hơi ẩm ẩm một chút vì mới nhổ từ rừng về mà. Đây 220 hải kim vàng, một cụm rất là to nha các bác nhé. Đây có những hồng hoa nó nhỏ hơn ở dưới thì cái hồng hoa này không giữ được rồi, nhưng hai hồng hoa này là giữ được. Đây, đây là hai hồng hoa này giữ được này. Đây các bác ngắm hoa luôn, trồng và ngắm hoa luôn. Đó, 220 thôi. Hình số 10, hình số 11 à, đổi hình số 11 đây. Hình số 11 là 170 nha các bác nhé. Thì đây có ba rè nó đồng đều thôi. Rè khá là to đấy. Đây, cái hoa này nó khô rồi không giữ được các bác ạ. Cái này cũng thế, có hoa rồi nhưng mà không giữ được. Hình số 11 là 170.000, rất là đẹp. Các bác trồng làm 3 chậu to nhé. Đây là một găng tay, hai găng tay và đến 3 găng tay lá rất to. Hình số 12 giá cũng là đâu 150.000 thôi. Đây là những cụm hải kim nó lùn hơn. Đây, cũng làm 3 chậu được. Như cái này cũng là trồng được một chậu này các bác này. 150.000 nha các bác nhé. Các bác mua nào thì ủng hộ em, điện thoại cho em cái số điện thoại mà trên đầu video đấy ạ. Em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.